Dạ, Linh xin chào cả nhà nha. Hiện tại là Linh đang ở Tràng An nè. Linh vừa mua vé vào cổng Tràng An xong, giá vé là 250.000 tiền Việt Nam đó cho một người. Thì nó khoảng là 10 cho tới 11 đô một người vô cổng đó. Linh đang đi qua cái đường hầm này để mình đến cái chỗ bến thuyền, để mình đi thuyền mình ngắm cảnh Tràng An. Theo Linh được biết á, Tràng An là một quần thể núi đá vôi nè, rồi hang động đầm phá, nó có được hình thành là trên 250 triệu năm. Đó, Linh nghe nói như vậy thôi nhưng mà Linh không biết là đúng hay không nha. Đó, thì nó trải qua thời gian giống như là thời tiết khắc nghiệt, thay đổi khí hậu, thì nó làm cho Tràng An có được một cái phong cảnh như ngày nay rất là tuyệt đẹp luôn. Linh mời cả nhà cùng theo Linh đi ngắm cảnh và khám phá Tràng An. Linh sẽ quay, tranh thủ quay hết những cái cảnh ở Tràng An cho cả nhà cùng xem. Video là Linh sẽ cắt ra từ khúc, mỗi một cái video khoảng 15 phút thôi, để cả nhà xem nó không có bị dài quá. Đó, bây giờ là cái video thứ nhất, Linh mời cả nhà cùng theo Linh nha. Đó, mình sẽ ngồi cái thuyền như vậy nè, rồi người ta sẽ bơi mình trên cái dòng sông Tràng An để cho mình ngắm cảnh, rồi vào những cái hang động cho mình ngắm luôn. Đó, bây giờ đó thì gia đình Linh là đang xuống xuồng nè, xuống thuyền. Là mỗi một cái thuyền vậy đó chở từ được 4 người cho tới 5 người. Cái thuyền của Linh đó là chở được 5 người. Đó, tại vì nó có là hai đứa nhỏ, rồi hai vợ chồng của em Linh với Linh nữa, là chiếc thuyền này là 5 người. Bây giờ Linh mời cả nhà ngắm cảnh Tràng An. Đây là Tràng An, đi chèo thuyền trên sông. Khi mà mình đi mua vé đó, thì người ta sẽ hỏi mình đó là mình sẽ chọn cái tuyến ngắm cảnh Tràng An, cái tuyến nào. Tại vì ở đây là nó có 3 cái tuyến đường để đi chèo thuyền ngắm Tràng An. Cái tuyến đường thứ nhất là nó khoảng từ 3 tiếng rưỡi cho tới 4 tiếng rưỡi, là nó qua rất là nhiều cái động với nguyên cái sông này kia dài lắm. Cái tuyến đường thứ hai thì nó chỉ đi qua 4 cái động, rồi vòng quanh trở lại mấy cái dòng sông thôi, thì nó khoảng là 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi. Rồi cái tuyến đường thứ ba đó là cũng khoảng là 3 tiếng. Nhưng mà gia đình Linh á thì chỉ chọn là tuyến đường thứ hai thôi. Tại vì á mình chọn mình đi tuyến đường ngắn ngắn để mình ngắm cảnh đủ rồi mình về. Chứ đi xa quá rồi cái mình về lại Hà Nội á, nó tối quá. Thành ra mình sẽ chọn tuyến đường thứ hai, mình sẽ đi qua 4 cái động nha. Cả nhà thấy cảnh đẹp không? Ý là trong video mà thấy như vậy chứ ở ngoài đẹp lắm cả nhà ơi, coi là mê luôn. Linh quay video á là Linh á hả? Không có muốn bỏ khúc nào hết trơn á, cái cảnh nào nhìn cũng đẹp hết á. Qua cái chùa. Cái này trong biển nè, biển đồ rác. Cái này cái hồ, cái rông thôi chứ không phải trong biển. Cái rông ở hồ, cái này là cái hồ chứ không phải cái biển. Đang đi mấy tiếng rồi. Cái này là mình được cái phiên tới phiên của mình là người ta mới trả tiền hả? Trả lương tháng hay là mỗi chuyến mỗi chuyến? Mỗi chuyến 200.
Là nếu mà tới ngày của mình đó là chuyến này. Có nghĩa là không có bốn tháng đó, nhưng là cho có đi này là vô tới cái động nha. Nãy Linh đọc lịch trình cái hang này tên là hang lắm á. Đó, vô đây mát nè con. Wow, vô cái khay. Wow, cái sáng này chụp tha cái hang này là 60 mét. Lon. Đẹp quá này, vô đây đẹp quá này. To hang lắm. 60 meters. Wow, vô. Hơn 1.000 năm hả? Đẹp quá luôn, cái ra đây quá đẹp. Đẹp không con? Wow, dân trong này đẹp nè. Mình vô đó mình ghé tới đền thờ phải không? Mình ghé ngay cái đền thờ mình lên. Con muốn lên à? You wanna stop by or no? Just keep going. Keep going. Oh, không. Cái đây là cái đền thờ nha. Nếu mà cả nhà ai muốn ngừng lại lên thì ngừng, còn không muốn mình đi luôn. Đây rồi, đẹp lắm. Mình mới rồi bộ hang múa rồi tới đây nè. It looks like the interesting places to see on. Nào có cái cờ đây nè. À. Beautiful. Nhưng mà gió ngược là ngược kẹo. Vô trong đó một cái khay nữa đó con, cái hang động nữa đó. Oh, I know. Yeah.
Đó, hồi nãy mình từ trong đó mình ra nè. Thì cái kia đẹp không? Tạo ra đẹp. Chị đó, cái kia cái đớp ra đẹp. Chị đã coi tạo ra. Rất là đẹp luôn. Đó, 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 đó. Look, they're going in the street. They're going in the line. Oh, we can help him. Bữa nay đông nè. Ờ, giang, mình không có ca. Ca. Con muốn bơi không? Dạ, dạ, dạ. Thái, thôi con ngồi chơi đi. Mình đó hai đứa một chút bơi. Bên đây là cái gì vậy? Đó, mình ngồi nhanh. Ừ, dẫn đó Thái. Ở Vịnh Hạ Long mình cũng có khai giác nè. Đây bên đây cái cây 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 giọng có hồ giống gì á, Vịnh Hạ Long đó. Thái cũng khai giác nè. Giỏi hả? Đẹp quá. Còn cái này là 250 mét. Cái hang này kêu là cái hang vạn, nó có chiều dài là 250 mét. Nó cũng hẹp. Cái hang động này là hang động tự nhiên nha, nhưng mà tại vì nó chiều dài, nó dài quá, nó tối, người ta phải hỗ trợ đèn cho sáng. Đây đây giúp picture line, nhưng mà natural, cái này là natural, chỉ là tối quá. Nhưng mà tối quá, ta phải để cái line trên đây. Đó tới rồi đó con, ra ngoài này đó. À.
Rồi, sardine. Đó, là sardine đấy. Đẹp quá, đẹp luôn. Đó. Cái máy quay phim của Linh hết pin rồi. Giờ Linh ngừng video này tại đây để Linh thay pin cho cái máy rồi Linh tiếp tục, Linh quay tiếp cho cả nhà xem. Đó, chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye.